Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, cây giống tiên ra đình xin giới thiệu đến quý bà con cái lô quýt đường mới về bên tiên cho bà con xem nha. Cây quýt đường mà tiên đang quay cho bà con xem á, cây này là cây ghép nha bà con. Và thời gian cho trái của nó sau khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi trồng nha. Cây quýt đường này á, là một trong những giống cây ăn quả dễ trồng, dễ chăm sóc và nó mang lại giá trị kinh tế cao về năng suất cũng như là chất lượng trái nha bà con. Thì cây quýt đường này là cây ưa nắng nên bà con chú ý tạo điều kiện ánh sáng tốt để giúp cây có thể ra hoa đậu quả tốt nhất nha. Và khi trồng cây quýt đường này á, bà con lưu ý tạo điều kiện đất thoát nước tốt để giúp cây có thể phát triển tốt nha bà con. Và để biết thêm chi tiết về giống cây quýt đường này cũng như là những giống cây ăn quả khác, quý bà con gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.